Thời gian gần đây nhiều bạn đọc quan tâm đến quyền lợi mức hưởng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có những nội dung liên quan đến đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở tuyến dưới nhưng lại đến khám tại cơ sở tuyến trên, hoặc đăng ký ở một nơi nhưng lại đến khám nơi khác cùng tuyến sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán ra sao? Đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở quận này đến quận khác khám có được bảo hiểm y tế hay không? Các chuyên gia của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định tại điều 22 Luật Bảo hiểm y tế Trường hợp bạn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại quận này nhưng tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ở quận khác cùng thành phố và thực hiện đầy đủ thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân dân có ảnh, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau. Trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện, phòng khám đa khoa, trạm y tế tuyến xã khi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, phòng khám đa khoa, trạm y tế tuyến xã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú. Đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú. Trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh trung ương Đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương, quỹ bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú. Đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh, quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú. Đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Đi khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa hoặc trạm y tế xã, không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế, làm gì để được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến khi đi khám tại bệnh viện tuyến trung ương? Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết về chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 4 thông tư số 14 2024 ngày 14 tháng 4 2014 của Bộ Y tế, quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh thì việc chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự như sau: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1. Như vậy, trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại trạm y tế phường tuyến 4 để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến trung ương tuyến 1 thì cần phải có giấy chuyển tuyến theo thứ tự nêu trên về mức hưởng bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh. Theo quy định tài khoản 3 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương và có thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân dân có ảnh, sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ của bạn. Không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú. Đăng ký khám bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến trung ương này, đến bệnh viện trung ương hoặc bệnh viện tỉnh khác khám được không bảo hiểm y tế như thế nào? Bảo hiểm y tế Việt Nam cho biết, theo quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế, trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bảo hiểm y tế không đúng tuyến và có thực hiện đầy đủ thủ tục khám bảo hiểm y tế đúng quy định, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân dân có ảnh, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau. Tại bệnh viện tuyến trung ương, quỹ bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám bảo hiểm y tế ngoại trú. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp khám bảo hiểm y tế ngoại trú.